Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2019. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú hai hướng cát sưu tầm. Và tên của nó là vàng ông sĩ nha cô chú. Đây là cát xưa. Mặt hoa của nó rất là đẹp luôn cô chú. Cát vàng ông sĩ. Và bên con là đang tách hai hướng. Một hướng là có giá là 900 nghìn và một hướng là có giá là 1 triệu nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Và sau đây mình sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Và đây là hướng đầu tiên nha, mã số 1. Và giá tiền của hướng này là 1 triệu cô chú. Giờ mã số 1. Nó đang lên hai mầm nha cô chú. Một mầm là hai mầm nè. Giá của nó là 1 triệu. Cây rất là đẹp luôn cô chú. Hồi này con mới tách hướng rồi nè. Và cái này chỉ có duy nhất một chậu cô chú. Thích cái dòng mà cái dòng này lâu lắm rồi nè, mà con mới thấy lại rồi. Và đây là giờ mã số 1, giá tiền là 1 triệu nha cô chú. Cát xưa vàng ông sĩ. Mã số 1. Giá là 1 triệu cô chú. Đây là một bọc hoa sưu tầm nha cô chú. Mã số 1, giá tiền là 1 triệu. Đây là mã số 2 cô chú. Đây là cổng đầu nè. Nó mới nở hoa, còn mới tàn hoa rồi, còn mới cắt nè. Và đây là mã số 2, giá tiền của nó là 900 nghìn nè cô chú. Và đây chuẩn bị lên mầm nè. Mắt đã sưng rồi nè. Đây là mã số 2. Giá tiền của nó là 900 nghìn nha cô chú, mã số 2. Cát xưa vàng ông sĩ. Thích trong này lâu lắm rồi mà giờ nó mới có lại nha cô chú. Kiếm lâu rồi mà không có đó. Dùng cát sưu tầm. Là mã số 2, giá tiền là 900 nghìn nha cô chú, mã 2. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Cát xưa vàng ông sĩ nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn.